Phật. Cõi Tây Phương còn mịt mờ dịu dời, nẻo hành trình lại gặp năm yêu ma, nhưng đệ tử hãy rang theo thầy chớ ngại đường xa. Phụng thanh chỉ thỉnh kinh nơi đông độ, bạch thầy. Thọ ơn trọng thầy đã cứu nàng đệ tử. Con mới thoát khỏi khổ hình với ngọn ngũ hành à sơn. Theo thầy qua Tây Phương con đâu quán nhọc mà nhằn. Dù bao nhiêu yêu quái lão tôn cố tài theo việc, nhưng thầy khuyên đệ tử cũng nên bớt tánh hung hăng hiếu sát. Bởi đệ tử bây giờ đã theo thầy đầu Phật xuất gia, nếu gặp kẻ đã ăn năn biết quy chánh cải tà, ta cũng nên tha thứ để họ trở về chánh đạo. Dạ bạch thầy, giáo lý từ bi có một nhà tu, đệ tử xin lãnh ý của thầy. Vậy hãy cùng nhau lên đường qua thiên trúc, còn kha theo thầy cất bước. Lát kìa phía trước kìa mịt mù khói đen, chắc ma tà nó lộng hành gây khổ đau cho người lương dân. Đây thôn trang đang sống trong bình yên, có lẽ đâu yêu quái dám lộng hành. Vậy thầy trò ta hãy đi ngay đến đó, nếu quả có yêu tình nó tác quay, đệ tử mau trổ tài thần thông để cứu nàng cho dân lành. Công đức kia Phật trời chứng minh. Dạ trên lời thầy đã dạy, dưới đệ tử xin vâng. Thầy trò ta mau hướng nẻo thôn trang, diệt yêu quái cứu nàng cho ba. Đi rước cao tăng tôi biết tìm ở đâu, từ xuân mai tới giờ trời đã xế bóng, trên quán đường xa vắng không thấy một bóng người, trên đường mòn vắng vẻ phải ra thân kiếm tìm. Dừng chủ gia rồi cao tăng đến thôn trang diệp trời yêu tinh. Kìa may quá, có một vị hòa thượng đang đi về cuối xóm, ta phải gấp rút chạy theo. Dạ dạ xin thầy dừng bước. Nàng kia muốn hỏi cái gì? Bà con cứu tôi, quý hiển, quý hiển. Bà Mô Phật, xin người đừng sợ hãi, đó là đồ đệ của bần tăng. Nói vậy đây là đệ tử của thầy, sao hình dạng giống với con khỉ độ? Đệ tử của bần tăng tuy là dĩ tương nhưng rất mực hiền từ, chẳng hay có việc chi cần đến mà người chạy theo kêu gọi bần tăng. Bạch hòa thượng, số là gia chủ của tôi là bà cao nhiêu ngoại, xưa nay rất hiền lành, gần đây trong gia đạo kiếm vui, bởi vì có một con yêu nó hoành hành. Chủ tôi bèn sai tôi phải đi liền kiếm tìm một vị chân tu về gia nội tụng kinh để trừ tà. Được rồi, tôi sẽ đến cứu người làm phước. Ngộ không hãy cùng thầy đến tận cao gia trang. Dạ xin mời.
mời nhị vị dời chân. Nhà bà cao viên ngoại ở xóm trên cũng gần. Dạ xin mời nhị vị. Kính chào viên ngoại. Ngộ không mô Phật ra mắt viên ngoại đi. Chào viên ngoại. Khiếp vía, khiếp vía. Hồn kinh, hồn kinh. Ai đợi trong nhà có quỷ hiện hình, ngoài cổng lại có hầu tinh đến viên. Xin viên ngoại yên tâm đừng sợ hãi. Đệ tử của Bần Tăng đến nơi này việc quỷ tự yêu. Vậy là nhà họ Cao âm đức còn nhiều. Cho nên mới gặp quý nhân phò. Tôi hiếm hoi chỉ sanh một ngày, tên tuy lang mới 17 xuân xanh. Sâu kiếp của nó thật vô duyên, nên bị yêu quái tuôn bắt về làm vợ. Cô gái tôi cử tuyệt nên bị nó giam trong phòng tôi. Tin đến nay là vừa đúng một năm. Thưa bà, bọn yêu quái được hình dạng ra sao? Nói cho lão Tôn biết lão Tôn sẽ ra tay trừ khử. Ôi thôi, nó giống như là con heo một thứ à. Mỏ dày nhằn hình dạng thế mà ghê. Dạ, nếu nhị vị có phép chi, trừ được nó cứu con gái tôi làm phước. Xin thi chủ đừng quỳ lũy mà Bần Tăng thêm mang phần tội lỗi. Bổn phận của Bần Tăng là phải cứu nguy cứu khổ, đem giáo lý từ bi bôi xóa vàng ưu phiền. Xin bà đứng lên và kể rõ ngọn nguồn, hãy chỉ nơi nào yêu quái đã giam cầm linh nữ Bần Tăng, sẽ liễu về giải nạn dùng cho Ngộ Không. Đây là việc phải làm chớ quản công lao, hãy tận lực cứu người làm phước, đệ tử sẽ được ghi phần công đức, bởi cứu nhất nhân thắng tạo hồ đồ. Nhờ nhị vị ra sức giải nguy, gia đình tôi thì khổ phước, nhưng con yêu này rất nên hung dữ, có gặp nó xin đại thánh hãy đề phòng. Xin bà đừng lo cho nhọc trí, từ xưa cho tới nay lão Tôn chưa từng chịu thua ai. Sắp đổi chung thiên cung, lão Tôn còn lên đó đập phá ly quay. Đào tiên của bà Tây Dương Mẫu lão Tôn lớp ăn lớp bỏ, thái thượng lão quân còn phải đem dương thuốc bổ, thì dưới đời này lão Tôn hoa sợ chi ai. Hiện giờ định nữ ở tại nơi nào? Tinh chủ hay đưa đệ tử Bần Tăng đến đó? Dạ, mời hòa thượng dùng trà giải khát, để tôi đưa đại thánh vào hậu viện trừ yêu. Đó, đại thánh có thấy không? Phía sau hậu viện có một gian phòng, đó là nơi con gái tôi bị yêu quái giam cầm tại đó. Được rồi, để mặc lão Tôn, bà cứ vào nhà ngồi nghỉ. Tháng ngày qua với thân giam cầm, đâu biết gì thời gian. Đành lòng thai trong chốn giam phòng, nhìn bốn đêm tăm tối
Xin tiểu thơ đừng than thở, tôi dâng lệnh sư phụ tôi là Đường Tăng đến đây giải thoát cho tiểu thơ. Ai, ai mới vừa gọi thiếp? Có phải chăng một dũng sĩ tài quá? Ôi, ngỡ thời gian sẽ mòn mỏi nét xuân già, nơi tâm tôi chịu bẻ bàn duyên kiếp. Người ơi, hãy mau mau vào đây cứu thiếp, đừng để thân qua tàn tạ buổi xuân thân. Mang nỗi sầu riêng đến khó tỏ xuân lời, ngày u rũ trong gian phòng không ánh sáng, đêm qua dần theo nhịp trống tàn canh. Ôi lạnh lùng chưa với chuỗi thời gian, sầu tuyết giống thui hết chờ thế đời. Trang sĩ là ai và từ đâu tới? Có phải trời xanh dương dứng sợi tơ hồng? Thôi 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 thôi, trời đất ơi, tôi nói không có được đâu à. Lão Tôn công giam, dung nhan của lão Tôn kỳ lắm à. Lại nữa là đã thọ giáo gì nên lão Tôn rất kỳ đàn bà. Vậy chẳng hay kiều tinh ở đâu, giờ nào thì nó mới đến đây? Đúng anh ba yêu tinh sẽ trở lại à. Bây giờ thì trăng đã lưu đầu non, xin ân nhân cứu thiếp kịp thì ơn trọng thiếp nguyện ghi tâm. Vậy thì thổ địa ở đâu già chứ vị sơn thần báo giải tỏa dùng phòng quê. Cửa phòng giam đã mở, tiểu thơ mau trở lại phòng riêng. Dạ xin đa tạ ơn tráng sĩ. Trời, con khỉ đột. Chạy sao tiểu thơ? Vậy mà hồi nãy đòi làm vợ của lão Tông. Bây giờ muốn bắt loài yêu quái, ta phải biến ra hình dạng tuy lan. Âu là khẩu động niệm chân ông, hoa tuy lan ô biến. Cuộc không chuyển động, chắc yêu quái đến nơi. Lão Tôn phải làm bộ giả đau mới được. Ui. Người ta đau muốn chết vậy đó, không an ủi gì hết mà còn đứng đó nhăn răng cười hoài à. Ui à. Cân của trừ đau làm sao vậy hỉ à? Chắc có lẽ là quá thương nhớ đến ta chăng à. Vậy thì để cho ta ngồi xuống kế bên để an ủi cho nàng à. É cái đầu quẩy nè, làm em thẹn thùng buông chết đâu mà thẹn thùng gì không biết à. Thôi mà qua cưng à. Rồi gần ta, ta bắt cỡ, ta đạp một đạp lòi hẹp bây giờ. Ôi lạ này, tiểu thơ xưa nay là người thanh bay quả nhã, sao bữa nay nói năng cục mịch và còn hú hí ôm sòm. Này tiểu thơ ơi, xin tiểu thơ đừng giận đừng hờn, hãy ưng thuận cùng trư mổ về duyên can lệ đi tiểu thơ à. Thôi đi, can lệ cái con khỉ à. Chàng có biết không, mẹ em muốn bỏ nhà đi xứ khác làm ăn vậy đó. Vì bị hai bên bà con cô bác họ chế nhạo là bà như ngoại hiền lương à. Lại có một chú rể giống như là con heo độc vậy đó. Phải rồi, họ nói sâu quá đủ thứ,
nghe thôi đầy nhấp lỗ tai. Nào là tướng tù lưu, còn cái mỏ lại quá dài, ăn cho mập rồi nằm la en ép. Họ nói nếu không khoải trừ đây là giống quỷ ma yêu nghiệt thì gặm ra cũng đồng loại với heo. Ngày chi tối ra đồng nằm ngủ, mình mấy đầy sinh chỉ biết khóa làng khóa xóm, không làm điều gì ích lợi cho ai hết. Khi quạo thì ủi sạch hàng rào, mắt ti hí miệng dài kêu ổn ổn. Khi đói lủi đầu vô mang tắt nghe sầm sập, khi no thì đi ủi đốc gốc quay mì. Ôi, nhưng mà lời thiên hạ chê bai là thượng sự, miễn trừ này biết thương vợ thì thôi. Có vậy đêm nay gió mát trong trời, tiểu thơ cho tôi được một đôi lợn an ủi đi tiểu thơ. Thôi được rồi. À được. Và hãy bước đến gần đây cho thiếp tỏ bài tâm sự đi. Trời ơi. Xin lại gần chút nữa đi. Đứng xa quá làm sao tôi ôm được. À đây nè. Ôi trời đất ơi. Ôi coi kìa, sao tiểu thơ đánh tôi một cái đau điếng vậy? Khốn kiếp, mị không biết ta là ai à? Hả? Là ai? Là người quá phép giả Tuy Lan. Trời ơi trời ơi, do hiện Nguyễn Ngịnh đã tệ thiên đại thánh. Trời ơi, vậy Âu là giác cạo cỏ quan mang, nhắm dân sơn lại đau. Bê của yêu mặt heo, chạy đâu cho khỏi tay ta. Heo nái, yeah. Heo làng, yeah. Heo mọi, yeah. Heo mani, yeah. Heo ú, yeah. Heo quay, heo quay đâu, ủa quay, heo quay đã chết nướng rồi còn đâu kêu. Heo hầm, yeah. Heo nạp, yeah. Đội ngũ chỉnh tề, mở cửa động cùng con khỉ già tử chiến. Chà chà hay cho yêu quay, lâu lâu khoe tài, vừa gặp cây trước bạn đã cũng do chạy dài, giờ đã về đến làng tin kêu bọn tiểu yêu ra đến với lão tông bờ con heo mọc ra đây đáp mạng. À, trư võ đã ra đây bớ con khỉ bắt thân, bờ con khỉ già ta đã cũng do trong về sơn động, ngươi còn rượt theo tính phá nát ổ hang hả? Phải, tao quyết bắt ngươi đem về nạp với Đường Tăng, rồi sau đó mới qua thịnh kinh nơi Đông Độ. Hãy xem thiết bản của lão tông. Khoan, đừng đánh. Tại sao không giao đâu? Hay là muốn đậu hàng? Khoan, bởi vì khi nghe nói nghe tên của Đường Tăng, ta bỗng nhớ nghe lại năm xưa Phật Quan Âm dặn ta đúng ngày nay sẽ gặp ông Tam Tạng là Trần Quyền Trang ngữ đệ và vốn trẻ nga tu hành nên theo làm học và trò. Dùm tôi tới gặp Đường Tăng đi. À được rồi. Vậy thì để ta xách bộ tay bi kẹo bi chạy mất không tìm. Niệm thần chú cần đâu dần tất khắc hồ bi. Hòa thượng ơi, đệ tử con rượt theo yêu quái sao cả ngày không thấy trở về. Nếu giết được con yêu ấy thì không nói làm chi, bằng không giết được nó, khi nó trở lại gia đình tôi biết lấy ai bảo vệ. Xin bà đừng lo ngại, đồ đệ của Bần Tăng Dung là người pháp thuật cao cường, đã nhiều lần nã trọc yêu tinh, đã cứu được nhiều người khỏi hại.
Bạch thầy, không hiểu tại sao gia đình tôi không có làm điều chi sai quý mà lại mang lấy chuyện không may. Tôi thì chịu không biết bao nhiêu tiếng thị phi, mà đứa con gái cũng không khỏi lời độc ác của miếng đời dĩ nghi. Mô Phật, sách có câu dục tri tiền thế nhân kim sanh thọ giả thị. Nếu kiếp trước ai làm điều tà dại thì kiếp sau hoàng trái hài thân mình. Khuyến thiện trừng dâm lòng hái dặn lòng, việc làm quấy dù người đời không hay biết, nhưng đã có quỷ thần trời Phật chứng tri. Làm điều lành sẽ gặp được dịp may, gieo giống dữ sẽ gặp toàn trái dữ. Kiếp này đã dài kiếp sau phải trả, tránh đi đâu cho khỏi quá luân hồi. Thưa thầy, tôi có tụng kinh niệm Phật chứ, đáng lẽ không tụng kinh của tôi mới được trời Phật ban ơn ban phước, tại sao chuyện không may còn đem đến cho gia đình tôi? Thưa bà, không phải vậy đâu. Sách có câu niệm Phật giả tưởng Phật chi ân, kháng kinh giả minh Phật chi lý. Niệm Phật là tưởng nhớ đức ân của Phật, còn tụng kinh là để hiểu rõ giáo lý từ bi. Chứ đâu phải tụng kinh là qua khỏi nạn tai, niệm Phật sẽ được nhiều may mắn. Niệm Phật tụng kinh mà lòng đầy tham vọng thì bảo như sao không chịu lắm ưu phiền. Tính việc lành trời Phật đã hay, toan việc giữ thánh thần đã biết. Bà nên hiểu lẽ tu hành lãnh giữ, nghe làm lành theo giáo lý từ bi. Cuồng phong lại chuyển động, có lẽ Tôn Ngộ Không cũng sắp trở về. Đúng rồi hòa thượng ơi, đại thánh đã về, nhưng tại sao còn dẫn cô yêu mỏ dài trở lại? Xin bà đừng sợ hãi, cô yêu này đã biết ngang cây thiết bản của lão tôn đó. Thầy ta là Tam Tạng đó, mau quỳ xuống chịu tội đi. Dạ xin đảnh lễ tôn sư, nhờ đại đức nhận con làm đệ tử. Nguyên nhân nào chịu làm lành lanh dữ, hãy kể lại ta nghe. Bạch thầy, đệ tử đâu phải yêu tinh hay thú cầm chi loại, mà trước đây là nguyên soái thiên bồng. Một hôm trên tiên cung có mở tiệc linh đình, sau khi hơi men chén choáng, đệ tử ra đứng cà rà bên một nàng tiên. Ngọc đế nổi lôi đình đài xuống trần gian, và bắt phải mang cái lốt heo xấu xí ra đền bù tội lỗi. Mai gặp đức Phật Quan Âm mách bảo, đệ tử đầy có nghi công quả tu, hãy đến Cao Gia Trang đợi chờ, sẽ gặp đường tăng qua thiên trúc sau sẽ thành chánh quả. Cuối xin sư phụ thương tình đệ tử nguyện dùm theo nguyện gia tam. Tốt lắm, vậy thì từ rày về sau, nếu con đã biết quy chánh cái tà, vậy thì pháp danh thầy đặt lại đệ tử là Ngộ Năng. Với tên bạc dài con hãy nhớ tám điều ngăn tâm tội lỗi, vậy kể từ này hãy bỏ thôi giữ theo thầy đi thành kinh. Bạch hòa thượng, gia đình chúng tôi hôm nay khỏi nạn cũng nhờ hòa thượng và đại thánh giải nguy. Đó là bổn phận của một nhà tu,
xin viên ngoại và tiểu thơ đừng xem đó là điều ân nghĩa. Thôi, ngộ không và ngộ năng lo chuẩn bị hành lý đặng lên đường. Cầu trời Phật giúp hòa thượng đắc kỳ sở nguyện. Trời gia hộ cho người được vuông tròn đi đến.